Bình Dương mới Bình Dương vừa rồi hướng dẫn cho tôi đi vô đi đi ăn trộm mía, bây giờ là tôi là ông chủ rồi, tôi đi coi mía, tôi đi vào diễn đàn của là Benny Trương, Jenny Trần đó, tôi xem đó, thì họ luận điệu của họ họ nói chuyện rất là buồn cười, họ dẫn chứng là Đảng Cộng sản Việt Nam tham gian tàn ác, thiếu tướng ông thiếu tướng gì công an đó là tổ chức cờ bạc là bao nhiêu tỷ đấy, đem tiền đó về là chia nhau. Cô này nói chuyện cô rất là dốt và rất là ngu. Khi người ta kết một vụ án có người ta trọng chứng hơn trọng cung, thì sau khi cái vụ án đó họ kết thúc thì cái số tiền vi phạm đó theo luật pháp Việt Nam sẽ được sung vào công quỹ. Mà những người này là ngu ngơ lắm, ngu ngơ về chính trị, ngu ngơ về pháp luật mà họ cứ đòi nói chính trị đấy. Cho nên là tôi thấy rất là buồn cười, thì luận điệu của họ như thế thì chúng ta cũng nên có những cái diễn đàn mở như thế này nè. Đấy, mời các bạn vào đây, chúng tôi sẽ nói cho các bạn nghe, rồi các bạn tự phán đoán, nếu các bạn có trình độ tri thức các bạn phán đoán, chứ các bạn đừng có nói một chiều đấy. Thì tôi cũng trình bày sơ một vài nét tham gia sơ với diễn đàn, rồi mời các anh em khác như anh Gia Việt Bùi đó, tôi cũng cũng thèm tiếng nói của anh lắm đấy. Chứ vừa rồi đây tôi thấy là cái tổ chức của chỗ anh gì với là Anh Trần anh Hải Trần Yến. Ngơ, anh Trần Ngơ, anh Trần Hải Yến mà tổ chức mà họp cái hội nghị hội luận đó, tôi cũng thích lắm đó. Cái đấy là một cái hay. Nhưng mà tôi trao đổi với Trần Trần Minh Mẫn là cái vụ mà cái phong là Trần Minh Mẫn chưa trình bày cho anh rõ, nhưng mà cho nên là các anh chưa chưa để ý đến chuyện đấy. Rồi sau đấy là anh Trần Ngơ có lên, tôi có xem một cái clip của anh Trần Ngơ thì anh nói là cái này thì cũng phải nói mạnh để cho bà con thấy. Tôi nói với anh bây giờ là xác định cái nguồn hậu cần, cái nguồn hậu cần của thằng BHK như thế nào, thì ta đánh ngay thằng chủ nhiệm hậu cần đó, ta đánh cho nó gục luôn, nó không không còn tiền, không còn bạc, không còn gạo còn thóc như nó để viện trợ cho bọn kia. Đấy thôi. Rồi tôi cũng viết comment dưới là anh Trần ơi thế. Đấy. Thì anh không còn thóc còn gạo thì cũng không còn sức chiến đấu nữa. Đấy. Rồi Hôm chào. nay xin rất là cảm ơn cái ý kiến mà rất là hay của anh Tư. Vâng, thì cảm ơn anh, thì là cái ý nguyện của bọn em như thế này, tôi muốn mở những giờ này đấy, thì ví dụ anh có những cái người nào mà ở bên phía tức là đối lập đấy, bọn em muốn là mình cũng dùng cái kiến thức nhỏ bé của mình để mình trả lời hoặc mình giải thích cho những cái người ở bên đấy, người ta hiểu về những cái Khổ ấy, khổ có nhiều lắm, người khổ thì mình lắm cần. Vâng. bằng Nguyễn ơi. Tôi Dạ. nói này nè, nhiều khi á, là xem tivi họ ở bên này họ xem cái tivi smart tivi, là cái tivi nó gắn có gắn một cái để thu cái wifi vô có cái YouTube, thì tôi nhiều khi đến chơi với họ tôi chỉ vào cho xem, nhưng mà họ nhiều khi là Dạ. họ họ lớn tuổi họ cũng không quan tâm đến tình hình chính trị, chỉ có một nhóm thiểu số Dạ. nhỏ thôi. Cho nên là cũng cũng hơi khó, nhưng mà có nhiều bạn thì nhiều khi là tôi mở lớn lên, tôi nghe những cái tin tức ở Việt Nam tôi mở lớn cho các bạn nghe đó, rồi các bạn nghe thì nhiều khi ở bà quán nhậu Vâng. có nhiều cái hội luận cũng buồn cười lắm đó. Có nói chứ như cái dựa vào vụ vụ mà Vương Văn Thả Đúng rồi, rất khó. ê, xong cái đến nói tôi cười lắm, anh coi nè 30/4 này là vào năm 2017 đấy, 30/4 này ở Việt Nam lại sẽ cháy tùm lum hết, hỏi sao cháy, lúc đó Vâng. tôi chưa biết cái vụ đấy, tôi chưa biết cái vụ đấy, Dạ. hỏi sao cháy, nói ông Vương Thả ông kêu gọi là bà con là đem xe đốt để tôi mới vào tôi xem, tôi mới, mới nói chuyện với anh, nó thế bây giờ bạn có suy nghĩ là bạn đi trước tôi tới giữa thằng cha này tới sau, ba thằng tôi nói là số nhỏ thôi nha, ba thằng thằng ở trước đổ xăng ra tôi ở giữa tôi đổ xăng ra, thằng ở sau đuôi tôi nó đổ xăng ra rồi bắt đầu ta cùng đốt, thì tôi ở giữa tôi chạy đâu, tôi chưa nói là cái chuyện mà hứa của như là thủ tướng Đào Minh Quân là sẽ bồi thường, tôi chưa thấy cha đó ở đâu mà tiền không biết cha đó có tiền để đền cái xe tôi không. Thế đấy, sau 30/4 rồi anh ta thấy tôi thì lãng xẹt lãng đi thôi, chứ làm sao mà dám ngồi tôi nói chuyện kiểu đó thì đâu có nghe được. Có Vâng. nhiều cái là Anh họ xin lỗi chúng tôi là thấy buồn này. cười. Xin lỗi anh Tư, em trả lời cái bạn Phan Đỗ này. Tức là bọn chống cực cực đoan cố tình xuyên tạc, họ xuyên nhập người ta, mình phải công nhận. Người ta
hình như mình thấy ở đây ví dụ có một cái phong trào nào nào đó, thế là cũng người ta có hội mà có một hội kín, người ta làm à kia lần này sẽ xuyên tạc cái vấn đề này, thế là tất cả tập trung vào xuyên tạc, tức là người ta có một cái tổ chức đấy để người ta làm những cái chuyện mà xuyên tạc như thế. Nhưng mình thì nói chung là mình ở đây là phần lớn là tự phát thôi, chứ không thuộc vào cái tổ chức, cũng không thuộc về cái gì cả đấy, thành công nó có một cái khó, rất là khó. Cho nên là sắp tới mình cũng nói với các bạn là mình sẽ cố gắng cùng với một số anh em nó cũng đồng cùng quan điểm ấy, mình làm một cái những cái chương trình nó cũng quy mô hơn một tí xíu để xem là nó có cái tác dụng nhiều hay là không. Thì mình cũng thử nghiệm thôi. Với bạn Thiên Tài Lê, tôi nói với bạn là bạn ở Hải quân chứ tôi thì ở dân bộ binh. Đấy, thành nữ ra bạn nói tôi hoàn thành nhiệm vụ của hải quân thì tôi làm được, tôi bơi thì tôi cũng bơi được ấy, nhưng mà được cái là tổ chức của quân đội bố trí tôi ở bộ binh nha. Thế thì cảm ơn bà Nguyễn, rồi cảm ơn các anh Xin em đã tham khảo cái diễn đàn. Thì chúc các anh chị em ở trong nước được một đêm an lành, và chúc bạn Lợi Minh và những anh em ở nước ngoài được một ngày bình an. Tôi xin chào.